Dạ em xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị, các bạn thích mời hàng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Hậu Giang hết cô chú anh chị. Tiếp tục gửi đến cô chú anh chị một clip Zalo về mai cúc thợ hương, cúc tư long, cúc tây thi, hàng phơm tàn thông, đôi dây nhôm sẵn chỉnh sửa tàn đẹp tàn ấm cho cô chú anh chị mình chơi Tết dưỡng lấy bo những giống rồi hết cô chú anh chị ha. Lô cây tàn đẹp giá rất là mềm cho quý cô chú anh chị mình ha. Rồi em xin phép cái clip hôm nay luôn ha. Rồi, em chào anh Tráng ơi. Rồi em chào anh Nghiệp ha. Chào dạ. Cô chú anh chị trên kênh Sống Thơ Giang. Rồi sáng nay trời mưa hả anh chị, vô nhà quay. Rồi hôm nay thì về lô thọ hương anh chị, thọ hương rồi cúc lá gai, cúc tư long, đại lộc nữa. Kính mong cô chú anh chị ủng hộ ha. Rồi số điện thoại là 0932999373 anh chị ơi. Rồi mã đầu tiên là mã số 25 cây cúc thọ hương nha anh chị. Đầu tiên clip mã số 25 cúc thọ hương tàn thông cô chú anh chị. Tàn đẹp như cô chú anh chị nha. Tàn rất đều luôn ha. Tàn thông. Về cô chú anh chị thích lấy bo có bo liền luôn ha. Dưỡng chơi Tết thì ok luôn. Tàn này là Tết bông kính cây luôn nha cô chú anh chị. Mã số 1 mã 25. Rồi, thông số. Thọ hương giúp mai tàn. Cái này hoành là 17. Chiều cao là 77. Tàn ngang là 65. Rồi, cây thọ hương này em xin Zalo với cô chú anh chị mình là 800.000 ha. Dạ, 800k nha cô chú. Cây thọ hương 800.000. Rồi. Về trưng phòng Tết anh chị. Đó, để phòng khách trưng Tết. Dạ, mã số 26. Cúc thọ hương luôn. Đang đâm tược nè cô chú anh chị ơi. Đế cũ nha cô chú anh chị. Rồi, cây này đế đều cho anh chị. Cây đế nỏ anh chị, đế nỏ mà đế đều luôn. Cây lực cây ha. Ghép thọ hương. Rồi. Củ đế nỏ là 30. Hoành neo là 22. Chiều cao 79. Tàn ngang 78. Rồi, mã số 26 xin cho luôn chị mình 950.000. Dạ, 950k, mã số 26 cô chú anh chị ơi. Rồi. Cây bên em thì nói chung là sống khỏe nha anh chị. 27 có cái bông. Cúc thọ hương mã số 27 nha cô chú anh chị. Rồi, bông thọ hương rất là chắc nha cô chú anh chị. Lúc lắc lung linh không nhầm gì hết trơn nha. Đó. Cúc thọ hương mã số 27. Ờ, cây này tàn lớn nha anh chị. Ấm ha. Vô chỉnh sửa gọi chưa này. Thọ hương thì bông nó thơm nha anh chị. Hoành 18. Cao 82. Ngang 78. Rồi 27 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 900.000. Dạ 900k cô chú anh chị ơi, mã số 27 nha. Rồi 7. 28. Cúc 28. Cúc thọ hương luôn. Lô này phong tàn đều đẹp với nhau như nhau nha cô chú anh chị nha. Trước có 950. Giờ là có bo liền nè cô chú anh chị. Mã số 28. Cúc thọ hương. Chung anh chị mua cái mai này rẻ hơn mua cái mai tàn hơn anh chị. Cây đẹp lâu bền. Ừ, thật luôn. Bông nó đẹp ha. Đó, với cây nó dễ chăm nữa. Thọ hương dễ chăm lắm chị. Giống này nó khỏe lắm. Kháng bệnh tốt. Hoành 18. Cao 76. Ngang 73. Rồi 28 là xin giao luôn chị mình 850.000. Dạ, 850k, mã số 28. 29 là một cây cúc vạn thọ. Cúc vạn thọ. Một cây tan dùng. Có để đẹp. Ồ, cúc vạn thọ nha anh chị. Đây loại này là vạn thọ cánh sắn nha anh chị ơi. Cúc vạn thọ mã số 29. Này đế cũ đế điệu chứ ha. Quanh 16 chị xem đế nè. À. 16 hoành chiều cao là 100. Tàn ngang là 80. Rồi mã số 29 này xin Zalo anh chị mình là 900.000.
Rồi 900k, khúc dạng thọ cánh sắn ha. Cái đẹp như cô chú anh chị ơi, toàn đẹp luôn. Đây, tiếp tục là cây 30, cây cúc tư long. Rồi, cúc tư long, toàn ấm đẹp luôn cô chú anh chị. Chơi phòng khách cũng ok, để bàn cũng ok luôn ha. Tư long lùng lực ha. Để nó hơi lết, cô chú anh chị nó ha. Em mã số 30. 30 cúc tư long. Cúc 4 long. Rồi. Quanh 18. Cao 70. Ngang 72. Rồi cúc tư long mã số 30 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1.2 triệu. Dạ, 1 triệu 2 cô chú anh chị ơi, mã số 30. 31. 31. Rồi. Cúc lá gai. Cúc lá gai. Củ quá từng cái củ cô chú anh chị nha. Lá bự gai nha cô chú anh chị. Chăm sóc nha. Cái này là do nó ấy tàn chứ lá đẹp lắm nha cô chú anh chị ha. Lá bự dày rất là nhìn mướt mắt nha cô chú. 31 chị. Cúc lá gai. Ồ củ đế nè. Nguyên một cái bạn nhút con voi. Nó có cái đuôi con voi luôn. Rồi. Cái củ đặc này 28. Hoành neo 19. Chiều cao 93. Tàn ngang 80. Rồi mã số 31 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Dạ, 1.400k, mã số 31. 32 cây cúc. Mã số 32 cúc thọ hương. Cúc thọ hương. Ồ. Mã số 32. À, số 32 anh chị. Cúc thọ hương, cây này ghép tay cạnh đều cho anh chị. Đó. 32. Quanh 19. Cao 76. Ngang 67. Rồi 32 xin giao lưu anh chị mình là 850.000. Dạ, 850 cô chú anh chị nha. Mã số 32. Mã số 33. 33. Rồi cúc thọ hương. Mã số 33. Thọ hương mã số 33. Thọ hương ma 3 anh chị. Cây này đế nở. Cây này tàn dù, đế nở. Con chỉ cũ đế luôn. Cũ đế tròn do. Rồi cái cũ đặc này là 27. Hoành neo 18. Cao 70. Ngang 72. 33 xin giao lưu chị mình 900. Dạ, 900k mã số 33. 34. Ờ dạ, làm giống đại lộc nha. 34 là một cây mai đại lộc. Đại lộc ghép hai mùa. Ờ thì em nhắc luôn anh chị, bên em thì bao ship anh chị, bao ship tặng chậu cho cô chú anh chị mình. Ờ. Chỉ cần alo có cây về tới nhà mình yên tâm chăm sóc chơi luôn nha cô chú anh chị. Đại lộc ghép hai mùa chuẩn bông anh chị. 34. Hoành 20. Cao 64. Ngang 65. Mã 34 là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu. Rồi 1 triệu cô chú anh chị ơi. Mã số 34 một cây đại lộc nha cô chú. 35. Cúc thọ hương. 35 là cúc thọ hương. Có về xích ra không? Được rồi. Từ ra nãy anh dính mưa nữa. Rồi, được rồi. 35 cây cúc thọ hương. 35 cúc thọ hương nha anh chị. Cái này cô chú anh chị mình chơi Tết xong là bao bo luôn á cô chú anh chị ha. Bao la bo luôn. Quanh 17. Cao 72. Ngang 72. Rồi 35 xin cho luôn chị mình là 850.000. Dạ, 850k mã số 35. Con gì? 36. Đại lộc đại lộc luôn. Thấy gì chứ bà đại lộc nở cái nhìn đỏ lắm nha cô chú anh chị. Nó truyền tới mùng 9 mùng 10 luôn ha. Đại lộc bên em ghép hai mùa nha anh chị. Rất là lâu hết ông nha cô chú anh chị. Đại lộc. Lâu này có hai cây thân chị ơi. Hoành 22. Cao 71.
ngang 58. Rồi 36 này em xin giao lưu với chị mình là 950.000. Rồi 950k. Đại Lộc. Đại Lộc. Già mùa. Chú anh chị nha. Rồi, mấy cái già mùa này. Mấy già mùa nó bông dữ lắm chị ơi. Rồi. 37. 7. 37 là cây cúc dạng thọ. Rồi, cúc dạng thọ nha cô chú anh chị ơi. Mã số 37 ha. Mấy này thì Tết dư chơi bông hả anh chị? Cây dáng trực phơm tàn thông nha cô chú anh chị. Bông dư chơi. Cúc dạng thọ. Hoành 19. Cao 90. Ngang 82. Cúc dạng thọ mã số 37 này xin giao lưu anh chị mình là 1.300.000. Dạ, 1.300k cúc dạng thọ cô chú anh chị nha, mã số 37. 38 cúc dạng thọ luôn. Một cây dáng trực tàn dừa dừa. Tàn thông nha cô chú anh chị. 38 cúc dạng thọ anh chị. Ghép già cô chú anh chị. Hoành 14. Cao 79. Ngang 75. Cúc dạng thọ mã số 38 xin giao lưu là 750.000. 750.000 cô chú anh chị ơi, có được một cái cúc dạng thọ phơm tàn để phòng khách ha cô chú anh chị. Cái này bo già cho anh chị, bo ghép rồi. Bằng ngón út hết trơn ha anh chị. Rồi. Rồi đổi. 39 số đẹp luôn. 39 là cây thọ hương. 39. 39 thọ hương. Đấy cũng là khá khá mà chú anh chị. Đấy như người ta đứng vậy ha. À. 39. Chút thọ hương anh chị. Cái tàn rất là dễ thương luôn. À, chơi để bàn ok luôn nha cô chú anh chị. Hoành 18. Cao 63. Ngang 63 luôn. Rồi 39 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 850.000. Yeah, 850k mã số 39. Rồi. Mã số 40. Cúc thọ hương. Cúc thọ hương. 40. 40. Cây tàn tròn ẩm nha anh chị. Giá hữu nghị luôn. Quanh 16. Cao 60. Ngang 70. Rồi mã số 40 xin giao lưu cô chú anh chị mình là 800.000. Rồi cúc thọ hương nha cô chú ơi, mã số 40 ha, 800k. 41. Rồi cúc thọ hương luôn, mã số 41. Hoành 15. Cao 77. Ngang 65. Rồi mã số 41 xin cho luôn chị mình 700. 700k cô chú. 700k có cây thọ hương hả chị? Rất là dễ chơi mà nhiều bông, tàn vô dây sẵn đẹp luôn nha cô chú anh chị. Chơi phòng khách vừa vừa nhỏ nhỏ xinh xinh bông nở lâu tàn luôn cô chú anh chị. 42. Mã số 42. Cúc thọ hương luôn. Thọ hương luôn hết cô chú. Cái này tàn tròn ấm nha anh chị. 42 cúc thọ hương. Tàn tròn đều hết trơn ha. Ồ bữa này có cái cọng đế uống luôn như cọng phê mì luôn cô chú anh chị ơi. Như củ phê mì ha. Như củ phê mì đội lên luôn, nước da như phê mì luôn ha. Quanh 18. Cao 65. Ngang 75. Rồi 850.000 mã số 42. Rồi 42 850k. 43 cây. 43 thọ hương. Một cây tàn xù. À, thọ hương. Chú anh chị thích che dù ha. Thích che dù, che nắng che mưa, dù màu vàng nha cô chú anh chị. À, chọn cây này nha, cúc thọ hương. Ngày Tết cái anh chị mình lạc lá ra bông anh chị cái mình mua mấy cái liễn á, treo ha. Rất là đẹp ha, thả thòng thòng xuống rất là đẹp ha. Ok, thọ hương tàn dù. Quanh 16. Cao 79. Ngang 75.
Rồi, mã số 43. Khúc Thọ Hương là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 800. Dạ, 800k mã số 43. Rồi, chơi cái số 44. 44. Khúc Tư Long. Tư Long. Có thủ Tư Long đế như con công. Nguyên một cái bằng đích con voi. Cái tàn thì ấm đẹp như cô chú anh chị. Xe mà tàn hết dịch luôn ha. Không có lỗ trống luôn á. Khúc Tư Long nha cô chú. Số 45 ha. 44. 44. Rồi, nguyên một cái bàn đít này cô chú anh chị. Rồi con ốc vậy ha. Đặt vô, đặt tròn vô nha cô chú anh chị. Rồi. Cái chủ đặt này là 32. Hoành 18. Cao 79. Ngang 76. Rồi 44. Khúc Tư Long. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000. Dạ, 1.700k. À, quá đẹp. 45. 45. Rồi cây cúc dặn Tư Long luôn. Tư Long luôn. À. Cây cặp với cây 44 được nha cô chú anh chị. Tàn cũng xem nhau ha, dáng hơi xiên xiên luôn ha. À. Tàn lớn xe đều. Tư Long bông nụ mê lắm nha. Thổi thác luôn. À, cánh dúng và bông có 40 cánh cho lên ha. Cái này hoành lớn rồi, 22 hoành. Cao 80. Ngang 83. Rồi mã số 45 Cúc Tư Long này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000. Rồi, 1.500k Cúc Tư Long. 45. 45. Tiếp tục mã số 46. Rồi, 46. Tư Long luôn. Cúc Tư Long luôn cô chú anh chị ơi. Ờ. 46. Cái này trên cặp với cây 45 được nè. Dán chật thẳng nè. Hoành 19. Cao 76. Ngang 78. Rồi mã số 46 xin giao luôn chị mình là 1.400.000. 1.400k. Rồi tiếp theo 47. 47. Cây dù. Cây dù Thọ Hương. Cúc Thọ Hương tàn dù. Ồ, quá xá đẹp chị ơi. Nguyên một cây dù. Chơi gọn gàng thế của chú anh chị nha. Rồi treo liễn chúc mừng năm mới ha. Một cây dán trực thẳng luôn. Đế nở nha cô chú anh chị nè ha, nở đều luôn ha. 47 Cúc Thọ Hương tàn dù. Cây này chơi để mình treo liễn thòng thòng xuống ha. Không có dàn thực ha. Rất là đẹp. Hoành là 20. Cao 112. Tàn ngang là 79. Thoát thân cao là 81. Rồi 47 này xin giao lưu chị mình là 2.100.000. 2.100.000 nha cô chú anh chị. Rồi 48. 48 tiếp tục. Đây là cây Tây Thi. Cúc Tây Thi mã số 48. Cúc Tây Thi. Thì bông khỏi chê. Đế tủ tròn luôn nha. Thì bông to lắm nha anh chị. Lụ cũng to nữa. À. Đế cũ hả anh chị? Đế cũ mà cắm xuống không ha? Rất đẹp ha. Cái này cũng như chị mình nuôi lâu dài mình khai thác đế được đấy ha. Cho nó lòi cái nguyên cái cũ lên nhìn thấy rất là có duyên. Qua Tết là mình đập tập. Ừ. Nè, anh đo cái cũ nè. Củ đặc này là củ đế là 37 ha. Hoành thân 19. Chiều cao 86. Tàn ngang 90. Rồi 1.600.000 mã số 48 cây Tây Thi nha anh chị. Dạ, cúc Tây Thi 48 1.600.000. 600k. 49. 49 cúc cam. Cúc cam. Cúc cam cây phơm tàn thông lớn như cô chú anh chị. Dày tàn đẹp như cô chú chị, dày tàn dày nách luôn ha. Cúc cam hồng lộc mai nha cô chú anh chị.
Nó đọt nó hồng hồng ha. Cái này để nở ha. Sáng hồng hồng như gái mới lớn. À. Rồi. Rồi, cái củ đặt này là 27. Còn neo là 19. Chiều cao là 98. Tàn ngang 95. Rồi cây cúc cam mã số 49 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000. Dạ, 1.700.000. Cúc cam tàn thông nha anh chị. Cúc cam mà đưa được tàn gì cũng khó anh chị. Nó lá vậy hết trơn luôn. 700.000. Có được một cây cúc cam. Rồi. Tiếp theo, mã số 50. 50 Tư Long. Ờ, một cây dáng trực phân tàn thông đế nở luôn chú anh chị ơi. Ồ. Cúc Tư Long. Trực thẳng luôn hả anh chị. Phơm cao tàn thông, cúc Tư Long. Rồi, cái này nở bông là tròn từ dưới lên trên một cây thông luôn. Dạ. Cái này bông bao đẹp, hôm bữa nở rồi. Thấy mấy bông. Đây còn có tàn nữa. Rất là to. Này có củ đế nè. Này củ nở này 26. Hoành là 20. Chiều cao là 110. Tàn ngang là 95. Rồi 1.600.000 mã số 50 anh chị ơi, cúc Tư Long tàn thông. 1.600.000 nha cô chú anh chị ơi, mã số 50 rồi. Rồi mã số 50 là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay. Đó, cảm ơn cô chú anh chị những clip vừa ủng hộ em ha. Thì cũng kính mong cô chú anh chị ủng hộ em ha anh chị. Thì chúc chị luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Rồi em xin kính chào và hẹn lại anh chị ở clip sau ha. Dạ, rồi cảm ơn anh Trạng luôn, xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ha. Hộ anh Trạng, hộ kênh nha cô chú anh chị nha. Xin kết thúc video nha.